Hồ Ngọc Khánh là một gương mặt quen thuộc của khán giả hải ngoại. Ngoài những hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh và thường xuyên có các hoạt động thiện nguyện. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp tới huyện đảo Cần Giờ để tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn nhưng luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cho em hỏi, dạ, chị có phải chị Hương không ạ? À? Dạ em chào chị, em là Ngọc Khánh đến từ chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp. Và lúc nãy á, em có ghé trường thì em được nghe thầy nói về hoàn cảnh của gia đình mình. Và nghe được rằng là bé Vi là một trong những bé học rất là giỏi. Nhưng mà do hoàn cảnh sức khỏe cho nên đâm ra là bé Vi không thể đi học được. Bé vừa vô nhập học lớp 12 thì bé phát bệnh. Bệnh bạch cầu cấp dùng lympho, tức nghĩa là bệnh ung thư máu. Dạ. Phát hiện cách đây khoảng 6 tháng, xin nhà trường là bảo luôn kết quả học tập cho bé là 2 năm. Bệnh tình mà có tiến triển tốt á, thì cho đi học lại. Dạ. Chứ bé thì nó ham học. Làm sao mà mình biết được là bé bị bệnh bạch cầu cấp vậy chị? Dạ, đi học về cái bé bữa đó học có tiết thể dục á, nó mệt quá, nó nói mẹ con mệt nên mẹ xin cho con nghỉ 2 tiết thể dục. Có gì đi khám bệnh, xét nghiệm máu thì bác sĩ cho hay là nó bị thiếu máu nhiều nên không rõ nguyên nhân, nên đề nghị chuyển lên tuyến trên để được truyền máu. Chuyển tuyến trên thì chuyển lên tới bệnh viện truyền máu huyết học, viện khoảng 9 ngày. Ngày nhập viện ngoài ngày đầu là truyền máu, ngày thứ hai thì vẫn không có kết quả. Kết quả xét nghiệm máu thì nó chưa có kết quả là ung thư, nên bác sĩ là đề nghị là lấy tủy để xét nghiệm. Hai hôm sau nữa là có kết quả xét nghiệm tủy mới báo cho người nhà là bé bị ung thư. Dạ. Dạ. Nói chung ra là mình mà nuôi con tới lớn thì nghe con nó ung thư chứ mình. Sau là bác sĩ đề nghị là cho cái phi nó hay luôn. Là lúc đó là chỉ cho chị biết thôi. Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói là để lựa lời để nói cho cháu nó hay là nó bị ung thư, để cho nó phối hợp với bác sĩ để nó điều trị. Mình có xin bác sĩ để cháu, nhưng bác sĩ nói giờ còn điều trị được thì điều trị kéo dài cho nó, nên cho nó hay. Em xin lỗi chị, em xin lỗi là em hỏi. Cố lên chị. Nói như vậy thì chị, em có thể xin gặp bé Vi không, có tiện để mình mời bé Vi ra đây không chị ạ? Dạ được. Dạ chị giúp giùm em cho em được gặp bé Vi nha. Dạ. Dạ. Chào em. Chào em. Dạ, đây là bé Vi hả? Chào em, chị là Khánh, chị đến từ chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp. Cho chị hỏi thăm về em nha. Huỳnh Hà Tường Vi, cô nữ sinh lớp 12 của trường Trung học Tây Thạnh. Dù hoàn cảnh khó khăn khi cha mẹ ly hôn, Vi sống cùng mẹ và em gái ở nhà ông ngoại. Nhưng suốt 12 năm liền, em là học sinh giỏi, luôn năng nổ hoạt bát trong các sinh hoạt của trường. Thế nhưng đầu năm nay em phát hiện mình bị ung thư máu. Căn bệnh quái ác đã buộc em phải tạm gác việc học và ở nhà điều trị. Thì khi mà mình nghe là mình bị căn bệnh ung thư máu á, thì em hiểu căn bệnh ung thư máu là sẽ ra làm sao không? Dạ lúc đó thì chưa có hiểu lắm, chỉ sợ ung thư rồi chết. Chị ơi, chị có biết căn bệnh ung thư máu là nó như thế nào không? Là tới đó chị mới nghe là ung thư máu. Dạ, tại cũng có thằng bé trước nó cũng bị ung thư máu á, cũng ở gần đây nè, nên cũng mình cũng có biết là ung thư máu, nhưng mà chỉ biết là ung thư máu. Người ta nói là ung thư máu là hiện tại giờ bệnh của Di á là phải vô thuốc. Nếu mà không phát hiện bệnh á, hoặc là giờ mình không tiền mình đi về luôn, thì bé nó còn sống được từ 3 tới 6 tháng thôi. Vậy thôi hả chị? Dạ. Nếu mà giờ mình không điều trị nữa thì nó chỉ sống được từ 3 tới 6 tháng thôi. Còn hiện tại giờ vô thuốc phải duy trì, chứ mình nó là chữa không được. Khi chị nghe tin đó thì em xin lỗi, thì vậy làm sao? Còn nếu mà bây giờ điều trị là kéo dài thời gian sống được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Chứ bác sĩ ta cũng không có xác định là sẽ được sống bao nhiêu lâu, tại tùy theo cũng theo về bé nó có chịu thuốc hay không, về tinh thần của nó, sức khỏe của nó nữa. Có hai hướng để điều trị. Thì bác có tư vấn, bác sĩ trưởng khoa có gặp mẹ là để tư vấn là một cái làm hóa trị liều cao tiền á, là bác sĩ cứ nói thẳng với mình luôn là tiền á, một lần hóa trị là phải từ 200-300 triệu. Hóa trị tám lần là từ 200-300 triệu một lần. Nhưng mà cũng có thể là trong cái quá trình hóa trị liều cao mà nếu mà nó
sức khỏe nó không tốt cũng có thể là khóa trị liều 2, liều 3 gì đó. Mà sức khỏe không tốt cũng có thể tử vong bất cứ lúc nào, là do là mình tự chọn thôi. Nhưng mà khóa trị liều cao là sẽ triệt được 80% tế bào ung thư, nhưng mà sức khỏe nó phải tốt. Rồi một cái nữa là hóa trị nhẹ là cũng là vô hóa chất thôi, nhưng mà cái liều nó nhẹ hơn. Tức là một lần hóa trị là phải tầm vài triệu, là đi đánh thuốc đi hàng tuần. Dạ. Đi thuốc hàng tuần, sẽ tiêm mũi canh tủy trước, rồi xong là đi thuốc hàng tuần cho nó. Nếu kết quả tốt thì sẽ đi kéo dài là đi hàng tháng, tức là 4 tuần đi 1 lần. Thì đợt điều trị đầu tiên á, bắt đầu là về nhà mới bàn với nhà là bây giờ một tháng vài triệu á, hoặc là một tuần vài triệu, mình có về mình có thể giống như mình xin tiền, mình gom góp trong gia đình, hoặc là mạnh thường quân thì cũng có thể là kéo dài cho nó được. Chứ cái số tiền mà lớn quá là em không có khả năng, tại vì có một mình em lo cho hai đứa nữa. Mình làm ngày nào thì mình có ăn ngày đấy chứ, em không có dư. Nên là em chọn cái quá trị liều nhẹ. Đánh thuốc hàng tuần là nó đi được 5 tuần, đi được 5 tuần thuốc là 5 lần, là lấy tủy là lần nữa, lần thứ 3 là bé Vi nó chịu thuốc, bác sĩ cho hay là nó chịu thuốc, là bác sĩ nó là cũng mừng nó chịu thuốc. Thì bé đi được 3 tháng như vậy. Bắt đầu cái bệnh nó bị nhiễm trùng máu. Phải nhập viện trở lại. Nhập viện trở lại 2 tuần là nó sốt suốt vậy đó. Sốt có lúc hôn mê luôn. Là cũng mới nhập viện hồi tháng trước. Nhập viện 2 tuần về là sức khỏe nó yếu lại. Rồi cái chi phí bữa giờ như thế nào thì chị? Dạ, chi phí á, bé có sống tới ngày hôm nay cũng là nhờ các cấp chính quyền địa phương với Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ. Nhà trường nữa, nhà trường tự hồi nó học từ bé mầm non, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, dẫn động toàn trường mới có chi phí điều trị tới ngày hôm nay. Chỉ với một tiệm gội đầu nhỏ và công việc nấu đám tiệc, dù mẹ Vi có tất tả hàng ngày cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, nên tiền chữa trị của Vi hiện tại đều phải nhờ vào thầy cô bạn bè và những tấm lòng hảo tâm, những hàng xóm tốt bụng vì yêu quý cô bé Vi hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng tất cả chỉ là giải pháp tạm thời. Thì đây là nhà của mình luôn hay sao? Nhà của ông ngoại. À, nhà của ngoại. Ba bé thì sao chị hả? Ly hôn ba bé là hơn 3 năm rồi. Nhưng mà không có cấp dưỡng. Hôm Tết thì ba về có nghe bệnh thì ba có ghé ba cho 10 triệu để vô thuốc đợt hôm Tết. Dạ. Tại vì mỗi lần vô thuốc á, đi là tháng nào mà cái lúc nào mà đi á, nói chung là lên tới bệnh viện lúc nào mà chi phí thấp nhất là cũng khoảng là gần 3 triệu. Dạ. Là thấp nhất là chị đưa bé đi. Dạ em đưa đi. Rồi còn bé em thì ở nhà đỡ với lại ông bà ngoại. Có mình ông ngoại à. Vì có cậu mợ với có cô Mười kế bên, nói chung ta thấy thương thì ta cho ăn. À, rồi cái thu nhập của chị ở đây có ổn không? Dạ cũng không có ổn lắm. Từ hồi trước khi mà bé nó bệnh á, thì em có bán cơm. Nói chung em cũng làm nhiều việc lắm, thì cũng đủ nuôi hai đứa. Còn từ hồi bé Di nó bệnh tới giờ á, giờ em không có buôn bán gì được á. Tại vì nó đi thất thường lắm. Cứ mệt là phải đi, mệt là phải đi. Không có ở nhà được, tại bác sĩ nói bệnh này cứ mệt là phải chở nó đi, đừng để nhà. Nên giờ em ở nhà thì em làm móng gội đầu vậy nè. Mẹ bán thì em phụ với em có giữ cháu bên nhà cái vườn. Giữ cháu hả? Em làm mà giống như kiểu giữ em. Em làm từ hồi nào? Cứ nghỉ hè là làm. Nghỉ hè là qua làm. Là đã từ lúc nhỏ là đã bắt đầu là phụ gia đình rồi hả? Nó biết làm chuyện nhà hết trơn hả? Mẹ bán là phụ dọn dẹp với mẹ để mẹ làm khách nữa. À, mà tới bây giờ em vẫn phụ. Dạ, giờ bệnh thì nhiều khi nó ngồi vậy nè, ngồi lâu quá ngồi cũng không nổi nữa. À, là bây giờ là đâu có thể nào có khả năng mà lao động gì nữa đâu đúng không chị? Và chị cũng không muốn để cho bé lao động nữa. Tay nó yếu lắm, nhiều khi cái tay của nó mở cho nước suối nó mở không được. Nó nhức nhiều khi 2-3 giờ sáng nó không được. Chị nằm bên cạnh bé hả? Dạ. À, lúc đó cũng không có nghĩ gì được nhiều. Giờ tối ngủ thì em nghĩ là giờ mình bệnh như rồi nó cũng đâu có chết liền được đâu. Giờ mình mà buồn
mẹ buồn nữa. Giờ ai lo cho mình, ai lo cho em? Giờ em cũng chấp nhận như vậy luôn. Giờ sức khỏe thì mình phải cẩn thận hơn. Cái lúc chưa bệnh, lúc mình chưa bệnh thì mình chạy nhảy, còn giờ mình bệnh rồi thì mình đi đứng cẩn thận hơn. Rồi cái chuyện học của em học rất giỏi, vì bây giờ mình phải bảo lưu cái chuyện học. Thì em thấy có tiếc không, khi mà đang ở cái độ tuổi là chuẩn bị mình học xong cấp 3, mình chuẩn bị bước tới cái ước mơ là mình học cái ngành nghề mình chọn, thì sao? Dạ tiếc. Hồi đó em nghĩ em muốn học xong là em muốn lên đại học, em học ngành gì? Sư phạm mầm non. À, em muốn làm cô giáo mầm non hả? Thích đi trẻ. Nhưng lúc mới nghĩ thì ngày nào cũng buồn á, thấy bạn đi học ngày nào cũng buồn á. Còn giờ thì thấy bạn đi học thì mình thấy vui cho bạn, chứ mình thấy hơi chạnh lòng. Thấy thương lắm. Nhiều khi nó nói giờ mình bệnh phải sống chung với bệnh mà. Nó vô tư lắm. Cái nữa coi TV á, mà nó thấy mấy bạn mà lên lên trường đại học tôn đức thắng á, nó nói mẹ ước mơ của con. Em muốn học trường Tôn Đức Thắng hả? Thật hay, nó thấy quay cái cảnh trên trường đó, nó đăng lại là có một được. Hôm nay là con được lên trường, còn hôm nay là con được lên trên đó. Mỗi lần mà chạy ngang qua trường đó, nó nói mẹ con được quen thuộc, có con tới trường. Ít khi nào mà chạy ngang qua đường trường đó lắm. Mỗi lần chạy ngang cái nó nhìn cái mình thấy con mình cũng học chung như con người ta, giờ phải ở nhà người sống. Em ơi, đây là góc học tập của em hả? Dạ. Wow, giấy khen nhiều quá. Em kể cho chị thì nghe giấy khen của em với. Trời, bằng bên này rồi, bên này dưới này gì nữa. Là dạ, mấy cái này là từ nhỏ. Là từ lớp 1 là em đã học sinh giỏi, học sinh xuất sắc rồi. Có những cái tấm bằng nào mà em có ấn tượng nhất trong cái lúc học của mình không? Mà em muốn kể cho chị nghe không? Dạ, mấy cái bằng này là dở sạch chữ đẹp rồi. Dở sạch chữ đẹp, xong rồi học sinh giỏi. Dạ. Chị mượn vở em với. Rồi, dễ thương vậy. Học là học trong mấy cuốn đại cương này. Trong mấy môn học là môn nào? Và chữ em đẹp thiệt ha. Em mới học tới đây là xong rồi, cuối cùng là mình phải ngưng đó hả? Wow, là mới tới bài thứ 7 thôi hả? Rồi, trong mấy cái lúc mấy môn đi học đó, cái môn nào là cái môn mà em thích nhất? Dạ, toán. Em có bao giờ là em nghĩ rằng là mình sẽ vượt qua, mình sẽ cố gắng để rồi mình quay trở lại trường không? Dạ có, những lúc đi học vui. Em cố gắng em vượt qua để em đi học tiếp. Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác, nhưng Vi chưa từng từ bỏ giấc mơ trở thành cô giáo mầm non của mình. Em mong sau khi khỏi bệnh sẽ tiếp tục việc học. Rồi từ khi mà giống như mình bệnh tới bây giờ là chị nghe nó có vài tháng thôi á, thì thay đổi nhiều nhất ở em là gì? Dạ, mặt. Mấy tháng trước mặt em nó gì? Trời, em ốm vậy hả? Lúc đó em bao nhiêu ký? Dạ có 45 Trời, em xinh quá. Cái này là lúc chưa bệnh, còn cái này bệnh nha. Thì khi mà giống như mình bị căn bệnh như vậy và nó ảnh hưởng lên tới giống như là gương mặt của mình á, rồi sức khỏe là mình biết là nó yếu đi nhiều rồi, còn thêm ngay cả bên ngoài nó cũng ảnh hưởng rồi, con mắt em nó cũng bị ảnh hưởng, thì khi mà em nhìn thấy hình ảnh của mình như vậy trong gương thì sao? Dạ, tự ti lắm. Em có bao giờ mà em nghĩ là mình bị vậy mà tự nhiên ảnh hưởng tới da rồi xong mặt, mắt, mũi gì không? Dạ không, tại vì em nghĩ là bây giờ có đẹp cũng có hết bệnh được đâu. Bây giờ mình vô thuốc mình đã như vậy rồi, nhưng mà mình vô thuốc mình khỏe, mình đâu có cần đẹp, mình chỉ cần sức khỏe thôi.
thiệt là em rất là nghị lực luôn á. Rồi còn về ăn uống của em thì nó có đỡ, có dễ hơn hay là nó có khó hơn so với lúc trước không? Dạ, như lúc trước thì ăn uống cái gì cũng được. Còn bây giờ ăn nó phải bún cử. Mình không có được ăn mấy cái món của mấy bạn trẻ hay ăn trà sữa. Mình cũng ít có được ăn. Bây giờ thì không có được ăn như lúc trước. Là có nghĩa mình phải bị ăn kiêng á hả? Đang cái tuổi như vậy rồi, thay vì như những bạn khác là được đi ăn hàng, được đi học, còn mình thì cuộc sống của mình bị thay đổi đột ngột và quá nhiều như vậy, thì em dễ chấp nhận với cái điều đó không? Dạ cũng không, lúc đầu cũng lén mẹ ăn. Nha. Dạ. Rồi có bị cái gì trong cái lúc mà lén vậy không? Dạ cũng cơ thể nó mệt về cũng sợ nên không ăn. Rồi đâu hình nào là hình em gái đâu? Dạ em của em. À. Còn cái này ông ngoại em, bàn ghế với bàn học của em là ông ngoại đóng. Ông ngoại đóng bằng gỗ. Ông ngoại thương lắm. Ông ngoại lúc mà mới phát bệnh cái bác sĩ nói với mẹ quá chị xà chị, ông ngoại có điện, ông ngoại nói với mẹ là nếu mà chị mà hết á, dứt luôn á, thì ông ngoại cũng bán nhà để ông ngoại đưa tiền cho mẹ chị bệnh. Là nhà này, đang nhà này hả? Dạ. Là ngoại bán luôn hả? Dạ, ông ngoại nói nếu mà chị hết. Mà trong nhà hình như là chị thấy là ở mấy gia đình lận mà, đúng không? Dạ. Ông ngoại quyết định đã bán là để lo cho sức khỏe của em luôn hả? Lúc mà mới nghe bệnh ông ngoại khóc dữ. Ông ngoại không ăn không uống. Thương. Em thương ngoại, thương mẹ. Em có vẻ em an ủi lại ông bà. Dạ có. Nói là sao? Em nói vừa giỡn vừa thiệt, nói con bị vậy chứ con có sao đâu. Có gì đâu mà khóc. Có mẹ hai em đó, mẹ hai em làm công nhân cho Bình Dương. Nuôi em từ nhỏ giống như mẹ ruột của em vậy. Cũng bị bú rồi này kia, nhưng mà mẹ hai thương em dữ lắm. Mẹ hai cũng vừa nghe bệnh mẹ hai cũng khóc, nói chung nhà ai cũng khóc. Có lần mỗi lần mẹ hai khóc là mẹ hai làm mệt. Mà có lần mẹ hai điện á, cái em mới em nghĩ là chắc tại nói vậy thôi chứ cũng không có gì. Em mới nói có kiếp sau con muốn làm con của ông ngoại, không làm con của mẹ hai với mẹ tiếp. Mà hai nói tất nhiên là muốn có một đứa con như em rồi đúng không? Trời ơi, vừa đẹp gái vừa học giỏi mà vừa như vậy nữa, mạnh mẽ lên. Thì cái dự định mà nếu mà trong tương lai nếu như mà không có bệnh như vậy thì em sao? Em muốn làm cái gì nè? Mình sắp học xong 12 rồi. Em là học xong 12 là em học sư phạm mầm non. Cũng một phần cũng đỡ tiền học cho mẹ, với cũng thích con nít. Mà cũng giờ bệnh gì rồi thì em nghĩ là nếu có sức khỏe em sẽ học, lại để em học, mà được thì em về đây em dạy để em gần mẹ, gần gia đình em. Rồi à, nếu như mà được một lời nhắn gửi cho những người mà trong gia đình thì em nhắn gửi những lời nào, em có thể nói cho chị nghe được không? Em muốn nói với nhà em là em thương nhà em lắm. Chị có nghe không? Lúc em nói là lúc em đi tới bệnh viện huyết học đó, mà em nói là bây giờ đông lắm, thì khi mà em thấy những cái hoàn cảnh đó thì em có lời nhắn nào dành cho những người mà nếu như chẳng may mà họ nghe những cái tin bất chợt về một sức khỏe cũng giống như em đó, thì em nhắn những người đó như thế nào? Là dạ em muốn nói với những người mà giống em là lạc quan lên mà sống, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Tại vì em mới bệnh có mấy tháng nửa năm nay, mà nhờ tinh thần thoải mái và bác sĩ nói là tế bào ác tính cũng giảm một phần. Bây giờ tế bào ác tính chỉ còn có 3% thôi. Em mong là sau này là từ 3% thì còn 2 còn 1. Đúng rồi, phải có niềm tin đúng không? Phải dạ, có lạc quan đúng không? Có niềm tin. Không ngừng chiến đấu đúng không?
Chị xin thay mặt một số nhà hảo tâm, đó là yến chân sẵn của gốc của Hằng gửi tới em để em bồi bổ sức khỏe. Và bên cạnh đó thì chị xin gửi tới đó là tập đoàn Imperial Group của khách sạn Imperial Vũng Tàu gửi tới cho em 3 triệu. Và bên cạnh đó thì chị cũng rất là mong là sau chương trình này có những nhà hảo tâm cũng như là những mạnh thường quân sẽ tìm tới mình và cũng như là sẽ chung tay giúp cho em vượt qua cái vấn đề về sức khỏe và cũng như là đồng hành cùng với em trên con đường là mình sẽ là một giáo viên mầm non nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Và rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi nãy giờ của quý vị. Và quý vị biết đó, tất nhiên là trong cuộc sống của chúng ta không thể nào tránh khỏi vấn đề về sức khỏe. Nếu như mà quý vị gặp những vấn đề về sức khỏe thì đừng bi quan, hãy lạc quan lên, bởi vì bên ngoài kia còn có rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà không bao giờ bỏ cuộc về sức khỏe của mình. Và chính vì những nỗ lực mà ý chí kiên cường giống như là bé Vi vừa rồi mà Ngọc Khánh gửi tới cho quý vị, và đã làm cho chỉ số ung thư đang từ cao và bắt đầu đã hạ xuống. Và với ý chí này, Ngọc Khánh tin chắc rằng là cái chỉ số về ung thư của bé sẽ càng ngày càng giảm và trở về không, để quay trở lại một cô bé Vi là xinh xắn với quyết tâm trở thành một cô giáo mầm non, quý vị nha. Và một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trên chương trình. Thay mặt cho chương trình, chúc em cuộc sống của mình sẽ trở nên tươi đẹp. Cố lên nha. Và có gì thì nhắn cho chị biết với. Cảm ơn em nhiều. Chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn lạc quan, tinh thần vui vẻ, đáp ứng được thuốc điều trị, bệnh tình của Vi đã tiến triển tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với hy vọng sống của em vẫn tiếp tục. Và mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô giáo mầm non Tường Vi xinh đẹp, hạnh phúc bên các bạn nhỏ như em ước mơ.